Xin chào mừng quý vị trở lại với kênh của Alo Xe, Alo Car. Em là Chí Anh, tư vấn bán hàng của đại lý Honda Auto Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ tới với chiếc Honda Civic nhập khẩu nguyên chiếc thế hệ thứ 11, gọi là Gen 11. Trước mặt em đây là Honda Civic bản G. Chút nữa chúng ta sẽ ra sân, chúng ta chiêm ngưỡng Honda Civic bản RS. Em sẽ báo qua giá cả lăn bánh cho anh chị nắm sơ qua. Nếu anh chị hộ khẩu ở Bình Dương hoặc tỉnh thì giá lăn bánh của Civic bản RS tất tần tật, bao gồm có toàn bộ thuế, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm hai chiều đầy đủ, gồm bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và bảo hiểm kinh doanh, bản RS sẽ có giá là 927 triệu lăn bánh cho màu đỏ và màu trắng, rẻ hơn 5 triệu đối với màu đen, màu xám. Bởi vì hiện tại Civic RS đang được hỗ trợ 50% thuế trước bạ là chương trình hỗ trợ của đại lý, cộng với tặng bảo hiểm thân vỏ thì sẽ còn giá lăn bánh là 927 triệu. Đối với Civic bản G là bản trung bình sẽ có giá lăn bánh là ở tầm 862 triệu. Tất tần tật được tặng ghế da và một số phụ kiện trang bị. Đối với màu đen và màu xám sẽ rẻ hơn 5 triệu. Còn Civic đương nhiên quý vị cũng đã biết là có một bản E thấp so với bản G và bản RS. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại thì bản E hầu như là hết hàng, nên em sẽ tư vấn sơ cho quý vị về bản G và bản RS. Vâng, sau đây chúng ta sẽ xem Civic có những gì. Vâng, sau đây em xin phép được giới thiệu một số điểm nổi bật của Honda Civic phiên bản RS cho quý vị. Về phần đầu xe, chúng ta sẽ có dàn đèn full LED cùng với logo RS nhận diện cho bản cao cấp. Dàn đèn full LED này bao gồm có đèn ban ngày, đèn xi nhan và đèn cốt đèn pha. Đồng thời, dàn đèn cốt đèn pha của Civic RS có thể tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa khi tham gia giao thông vào ban đêm, tùy thuộc vào tình trạng giao thông, bởi tính năng AHB, đèn pha thích ứng tự động có trong cụm công nghệ Honda Sensing của Civic RS. Đèn sương mù LED, logo chữ H, phần ca lăng hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản trước. Mâm xe 18 inch thể thao, với cái mâm này thì chắc quý vị không cần độ nữa đâu. Lốp Michelin, gương sơn đen thể thao cùng với camera Landward, đuôi vịt thể thao, camera lùi 3 góc quay tiện dụng cùng cốp siêu rộng. Bước vào nội thất, màu chủ đạo màu đen sẽ mang lại cảm giác thể thao sang trọng. Ghế da kết hợp với da lột mềm mại, sạch sẽ. Ghế lái chỉnh điện, vô lăng có thể điều chỉnh nhiều hướng. Vẫn là vô lăng bọc da chỉ đỏ, quen thuộc đối với các dòng xe Honda. Màn hình điện tử trung tâm 10,2 inch, màn hình giải trí 9 inch, cực kỳ bề vệ, cực kỳ sang trọng và dễ nhìn. Các con lăn để điều khiển menu ở trên màn hình. Phanh tay điện tử, phanh tay tạm thời BrakeHound. Lẩy chuyển số Drive Mode để chỉnh giữa ba cái chế độ lái của xe. Sạc không dây. Civic RS trang bị kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto và đặc biệt là Apple CarPlay có thể sử dụng không dây, nghĩa là không cần dây cáp, có thể kết nối lên đây để xem bản đồ hay là xem MP3, những MP3 trên đó. Trang bị 12 loa bow, xin nhấn mạnh là 12 loa bow sẽ mang lại dàn âm thanh cực kỳ sướng tai. Các hộc gió, cửa gió được giấu dưới cái dàn cửa kim loại nhìn rất sang trọng. Trần màu đen mắt, gương trang điểm, hộc để kính, đèn ở đằng sau này thì là cái camera của hệ thống Sensing như em vừa nãy có giới thiệu. Hộc gió điều hòa hàng ghế sau,
Con ngựa thấp và rộng, đặt tay cực kỳ thoải mái. Hai chỗ để ly nước. Về phần động cơ, Honda Civic được trang bị động cơ 1.5 turbo mang lại công suất 176 mã lực, cho một công suất cực kỳ mạnh mẽ, tăng tốc rất nhanh, rất khỏe. Ở phần đầu kính lái là camera để mang lấy lại dữ liệu cho Honda Sensing. Honda Sensing là cụm công nghệ an toàn gồm 6 tính năng được trang bị trên Honda Civic mà em sẽ giới thiệu sau đây. Honda Civic được trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing trên cả 3 phiên bản để bảo vệ bạn trong từng khoảnh khắc, an tâm tay lái trên mọi nẻo đường. Honda Sensing trên Civic bao gồm 6 tính năng. Thứ nhất, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp không tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại. Thứ hai, hệ thống đèn pha thích ứng tự động AHB. Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa, tùy thuộc vào tình trạng giao thông. Thứ ba, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp ACC Quick LSF, hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc hoặc đường trường. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc, giúp việc lái xe thoải mái hơn. Thứ tư, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành LCDN, phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe dừng đổ phía trước đã bắt đầu di chuyển thông qua cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Hệ thống này rất tiện ích trong các trường hợp dừng đèn đỏ. Thứ năm, hệ thống giảm thiểu trịch làn đường RDM, cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường. Khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ đường, thì hệ thống sẽ cảnh báo và đồng thời đánh vô lăng và phanh nhẹ vào bánh xe để giúp xe giảm thiểu trịch làn đường. Thứ sáu, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LKAS, hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi trịch khỏi làn đường. Vâng, vừa rồi là một số giới thiệu sơ lược về Honda Civic phiên bản RS thế hệ thứ 11 tại đại lý Honda Auto Bình Dương. Để được báo giá lăn bánh chi tiết, tư vấn trả góp, tư vấn thời gian nhận xe, màu sắc theo phong thủy, quý vị vui lòng liên hệ em Chí Anh qua số Zalo hotline ở trên góc màn hình đây. Em là Chí Anh đến từ đại lý Honda Auto Bình Dương, kênh YouTube, TikTok, Alo Xe, Alo Car. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.